Rồi, đi em ơi. Rồi, thẳng lên, vô ghế luôn. Rồi, ngồi xuống. Mời hai bạn gỡ mặt nạ của mình ra. Rồi, tươi tỉnh chưa? Rồi ha, bây giờ hai bạn đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Chúng ta cách nhau một cánh cửa trái tim ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn, rõ để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, em xin chào tất cả các bạn biên tập, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Lê Hoàng Minh, sinh năm 1987, nghề nghiệp là nhân viên lái xe công ty xây dựng, làm thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện tại là em đang ở đâu? Em ở Đức Hòa mà em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, sáng đi chiều về. Là coi như nhà mình là Long An. Dạ. Rồi chạy lên thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày sáng đi chiều về. Có bữa cũng khi ở lại, mà trời mưa bão mà ở lại. Mưa bão ở lại luôn. À. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào bạn kia nam bên kia. Em tên Nguyễn Hoàng Kim Hương, năm nay 28 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Em làm việc ở đâu Hương? Em ở quận 10 mà em làm việc ở Phú Nhuận. Hiện giờ em đang sinh sống với ai? Hiện tại em đang sinh sống với lại cậu với lại mẹ với em gái. Cậu với mẹ với em gái. Rồi, bây giờ mình giới thiệu một xíu về bản thân của mình nè, những điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Thì chị là điểm mạnh của em là thích hòa đồng với mọi người trong công việc, đi làm phải đúng giờ đúng giấc. Còn này điểm yếu của em là không biết nấu ăn, không thích tụ tập ở chỗ nơi đông người. Không thích tụ tập, không thích nấu ăn. Không biết uống rượu bia, hút thuốc. Không rượu bia, không hút thuốc luôn. Trời từ nhỏ ơi. Tới lớn vậy. Từ nhỏ lớn luôn. Chắc người còn sót lại của thế kỷ nè. Không thích tụ tập, không ăn chơi gì hết, không rượu bia, không thuốc lá. Vậy thì những cái giờ rảnh rỗi ngoài lúc đi làm thì em làm gì? Đồng vòng uống cà phê với mấy anh em thôi. Đi xong thì về, rồi tới giờ làm em làm hình như quanh năm suốt tháng. Đi làm không bao nào được nghỉ. Trời đất ơi, vậy rồi ví dụ giờ có bạn gái rồi, thời gian nào đi chơi bạn đó, gái? Thời gian thì có, lúc nào cũng có. Tại vì chưa có bạn gái cho nên mới vậy thôi đúng không? Thế còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em ngoan, hiền, em có trách nhiệm trong công việc, với làm nhiệt tình. Điểm yếu? Điểm yếu của em là lái xe hơi bị yếu. Chứ bình hằng ngày em đi làm thì em vẫn tự lái đi làm hay là ai chở? Dạ, bình thường em là cái chạy xe mà chạy cái tốc độ là hơi bị chậm. Với lại em hơi nóng tính một tí. Cũng hơi, em thẳng tính nữa. Lái xe chậm là do mình nhát, hay là mình thấy xe cộ đông mình sợ, hay là tại vì mình làm gì mình cũng thích là mình cũng chậm? Dạ không, tại như xe đông á là em chạy chậm. Nhìn thấy xe đông á mình sợ đúng không? Dạ, thôi thì chậm thì an toàn thôi, đâu có sao đâu. Cái đó cũng không phải điểm yếu gì. Còn gì nữa không? Em giống là em hơi nóng tính, tại dụ như hay cáu tí, dụ như áp lực công việc mà ai hỏi quay lại em cáu. Em nạt người ta tối về em suy nghĩ, em mai sáng mai xin lỗi. Vậy hả? Tự dạ. Nạt xong rồi tự xin lỗi luôn. Hay quá, có nghĩa là nhưng mà vẫn là được. Tại vì mình nóng xong rồi mình về mình có biết suy nghĩ lại nữa. Nhưng mà nếu vậy thôi mình phải rút kinh nghiệm. Để dạ. Sau này khỏi mất công suy nghĩ rồi khỏi mất công xin lỗi. Ha. Dạ. Rồi sở thích của em là gì? Sở thích của em chính là... Không biết anh bạn bên kia, anh có biết có sở thích cùng với em không? Tại em thích xem phim kinh dị một mình với nuôi động vật. Nuôi động vật? Dạ. Xem phim kinh dị một mình. Có nào xem phim kinh dị không? Em cứ xem chút em ngủ thôi ha. Xem chút ngủ à? Phim kinh dị mà ngủ hả? Hay là xem phim gì ngủ? Xem phim ngủ chứ lớn lớn chút là từ em ngủ luôn rồi. Rồi xem phim tình cảm có ngủ không? Em cũng không vậy. Em chút là tối em coi đã chút vậy. Cả 15-20 phút là em thấy là em ngủ rồi. Cái kỳ ta coi phim ta phải bị lôi cuốn hấp dẫn, ta theo dõi căng mắt ra chứ tự nhiên coi phim chút xíu ngủ. Em phim em coi đồng đụng chấm chút nữa là cái em ngủ tiêu rồi. Trời đất ơi, rồi để coi mai mốt coi phim với bạn gái có ngủ nữa chừng không nha. Cái đó chắc không buồn ngủ đâu. Không buồn ngủ đâu ha. Rồi còn có thích nuôi động vật không? Có, rồi đồng loạt chó ở nhà cũng có nuôi. Sau này nó bị ăn cắp đó rồi nhà không có nuôi. Lâu lâu như em cứ đi công tác rồi ra ngoài kho bắt mấy chó lao rê, nhận chó cỏ lao rê bởi em về nuôi. Thời tiết mình đây chịu không nổi, nó chết. Trời đất. Cứ ngày em bệnh mà em bị trị ngày trăm mấy chục ngàn, chích nó nước biển trói tay cho chích nó vô nước biển nữa được ruột. Với thức ăn nữa ngày 150, 150 con ngày 300, hai con. Rồi, sau này chết rồi chó. Thương chó bệnh có đem đi giờ khám bệnh chích thuốc nữa. Dạ, được ha. Có tinh thần yêu động vật. Tình duyên của em thì sao? Tình duyên của em có một mối tình mà em chia tay cũng 6 năm rồi. Lý do chia tay? Nó bắt cá hai tay, em chia tay. Ai bắt cá hai tay? Bạn gái. Hết hồn tưởng đâu em bắt cá hai tay chứ. Rồi em quen người đó được bao lâu mà phát hiện người ta bắt cá hai tay? Quen rồi đó, hồi năm 2013, tính là tới 2015, 16 là em tính cưới. Mà tới đó là em nghe bắt cá hai tay là em chia tay. Em nghe thôi hay là em thấy? Em thấy bắt cá hai tay. Chính mắt em thấy luôn. Rồi còn em sao? Tình trường mình sao cưng? Dạ em có một mối tình đơn phương từ hồi cấp 3. Tại em thích cái bạn bên cạnh mà bạn thích em. Bạn nó có biết em thích không? Lúc đó em nhát quá em ngại không dám nói. Bởi
nãy giờ chị nhìn là chị biết em nhát rồi hà. Mà rồi cuối cùng là ôm mối tình đơn phương nó bao lâu? À, chắc cũng khoảng được 1-2 năm chị. 1-2 năm luôn mà em không có biểu hiện gì ra bên ngoài hết trơn hả? Hay là mình cũng có nhá nhá mà người ta không để ý, người ta không thấy, hay là ta cố tình không thấy? Cái đó em cũng không biết, tại vì lúc nhìn trời, bạn nó ngại quá không dám nhìn. Trời ơi, em thích người ta mà em không dám nhìn luôn thì làm sao mà người ta biết được? Sau khi biết bạn đó có bạn gái là em về em ngồi em khóc một mình. Một mình luôn. Mà suốt 2 năm mà em thích bạn đó thì có ai bạn bè nào biết không? Dạ không, à em không nói. Không chia sẻ với một ai hết. Bậy ghê á, lần sau có cái gì mình phải nói. Ví dụ mình nhát, mình không nói được thì mình cũng nhờ bạn thân của mình vậy đó, người ta nhá đèn lên hoặc người ta nói ép vô giùm cho mình. Chứ em im re luôn rồi, đâu có ai biết gì đâu. Sao vụ đó giờ rút kinh nghiệm là em thích ai là cứ nói thẳng. Đúng. Nhưng mà sao từ đó nay có thích ai nói thẳng chưa? Nói chung của hồi sinh viên cũng quen được một vài mối tình. Nhưng mà của em là cao lắm là 3 tháng, thấp nhất có 3 ngày chị ơi. Sao kỳ vậy? Lý do? Tại mấy bạn nó thích quen là thơm nhưng mà em không có chịu. Tại tính em hơi cổ lưu sĩ chút, là quen là phải mình nói chuyện thân rồi mình nắm tay đúng không mới thơm. Mấy bạn nó thích nhảy mà à, mới sợ. Quen cái là vô là đòi hôn người ta liền. Dạ em sợ quá em chạy. Cái em chạy luôn. Là hiện tại giờ là đã hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Nắm tay có rồi đúng không? Chưa. Nắm tay có rồi đúng không? Chưa. Chưa luôn. Tại đâu có ai chịu nắm tay đâu, đòi thơm hơn chạy thôi trước chứ chị. Trời ơi, nhiều khi người ta cũng đâu có ý gì đâu, mình nghĩ vậy cũng quan cho người ta. Nhiều khi thật sự bây giờ cái nắm tay hay là cái hôn má thì nó cũng rất là dễ thương. Chứ quen 3 tháng không cho ta nắm tay sao ta chịu? Tại em thích dạng nói chuyện hơn lâu hơn chút á. Lâu là bao lâu? Bây giờ quen bao lâu rồi mới cho nắm tay? Chắc độ khoảng 3 tháng đến 6 tháng. Trời ơi, 6 tháng mới cho nắm tay hả? Trời ơi, được không em? Sao em nghe để em thấy sao? 6 tháng mới cho nắm tay. Để chị trả giá xuống cho em 3 tháng rưỡi. Hồi đó 3 tháng nắm tay là chia tay hết rồi đó. Trả giá xuống thêm nữa em chị. Không được. Thì bạn gái đồng ý bao nhiêu em chịu bao nhiêu. Phải không? À. Em phải thay đổi tư duy lại chút xíu. Đúng, mình gìn giữ là đúng. Em là người cũng bên đây cũng là người hiếm có còn lại nè. Em cũng là người quá đặc biệt luôn. Cái thời buổi giờ rồi cái nắm tay không cho người ta nắm nữa làm sao tìm hiểu. Nắm coi có điện chạy qua không mới biết người này nó có hợp với mình không là mình mới tìm hiểu chứ bây giờ đầu tư hoài 6-7 tháng trời mà mất thời gian mà rồi cuối cùng cái tự nhiên lúc nắm tay nhau cái thấy vô duyên không phù hợp rồi chia tay rồi cũng mất thời gian. Hơi điều chỉnh xíu thôi nha. Dạ. Rồi ấy bây giờ hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào, muốn tìm một người như thế nào? Bạn gái thì dễ nhìn được chứ. Dễ nhìn. Dễ nhìn là sao? Có ngoại hình mà mắt mũi miệng cao thấp hay như thế này, có yêu cầu gì không? À, cái đó không có đòi hỏi. Không đòi hỏi gì hết. Gì dễ vậy ông? Ế quá hả? Không, ế quá sao không được hả? Chứ đòi hỏi quá cũng đâu có được đâu. Hỏi quá không đâu có được đâu. Hiền dữ, gặp này hiền quá. Rồi à. Còn em? Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Bạn trai của em cao 1m65 trở lên. Tính tình hiền. Cũng có trách nhiệm cho công việc, cũng biết phụ giúp cho việc nhà. Thích mập hay ốm? Dạ, dáng người vừa người chị. Vừa người? Dạ, anh ấy không có hút thuốc lá. Đây, không hút thuốc lá, không rượu bia, không đi chơi, không gì hết. Không đi chơi luôn hả? Không đi chơi luôn, có đi cà phê, cà pháo. Có đi chơi mà đi đúng giờ, dắt về chị. Có đi chơi mà đi về đúng giờ, đúng giấc, hợp với em đó. Bạn nó không có hói gì. Không có hói, tóc rất nhiều. Để răng cỏ đầy đủ. Răng cỏ đầy đủ, nhăn răng rồi kiểm tra coi. Răng cỏ đầy đủ, trắng trẻo. Được, hơi mập chút xíu được không? Có da, có thịt. Dạ được. Ôm cho nó sướng. Thôi, em ôm cứ ôm quen rồi. Thì mai mốt lấy chồng phải ôm chồng chứ sao ôm cứ ôm được hoài được. Đào đưa chị coi hình coi. Chưa có chồng thì mới ôm có ôm chứ. Rồi giờ em là không có yêu cầu gì hết phải không? Vậy em tìm đi, em thích nhìn vô bằng cái giác quan của mình. Chấm cô nào, chứ giờ em đâu có đưa tiêu chuẩn ra đâu. Đó, bây giờ em lựa đi. Trong 3 anh đó đó, em lựa cho anh, cho chị một anh. Thích cô nào? Cô này. Lý do tại sao cô này? Dạ, em đón nại, cô nào cũng được, mình nhìn đón nại. Sao cô nào cũng được, trời đất ơi. Ba cô, có 4 cô thì chơi 4 ý, thì đó có 1 ý này đúng không? Một cô này. Nhưng mà tại sao trong 4 cô này em lại chọn cô này? Nó cũng phải có một cái, em chọn dựa theo cái gì chứ? Em phải phụ nữ có thể đeo mắt kiến nhìn đẹp hơn. Thích phụ nữ đeo mắt kiến nhìn đẹp hơn. Rồi em chọn ai? Dạ, em chọn cái anh này. Lý do sao chọn anh đó? Tại vì theo là miêu tả anh kia thì có lẽ anh này đúng hình hơn. Là anh này anh bụng bự đó, anh bụng hơi bự bự đó. Dạ. Được không? Em thích anh chính giữa hơn. Thích anh chính giữa. Chọn mà mặt buồn quá vậy, kỳ vậy. Để em thích anh được gầy rồi. Một tí. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha.
để cho hai bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau và xem ngày hôm nay mình lựa chọn vậy là đúng hay sai nha. Rồi, mời hai bạn. Dạ, em chào anh ạ. Sao? Nhìn trực tiếp nó khác gì trong hình không? Dạ, không khác mấy. Không khác mấy. Khác em, trong hình là khác à. Tại vì em chọn người khác rồi. Có những hình đó, hình em là khác á. Hình đó nó chụp mấy năm rồi, hình này. Dạ, hồi này cũng khác, đó em ốm. Bây giờ em nhìn ra thấy cổ đây là em biết là ai trong này chưa? Ờ, hồi nãy chỉ cô đeo mắt kiếng, thích xem đeo mắt thì kiếng. Cũng đúng rồi, cách có người. Trời. Rồi còn cái này sao? Em chào tặng nha. Chị nào tặng? Dạ tặng. Trời ơi, chết rồi. Đây nè, tặng qua trái tim luôn. Anh tặng em là một bó hoa hồng là 62 bông. Là em biết anh ở tỉnh nào rồi? 62 bông ở tỉnh nào? Em biết tỉnh nào không? Long An. Long An. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới thấy luôn vậy luôn á hả? 62 bông mà mang. Người ta tặng, một là ta tặng theo tuổi bạn gái. Hai người ta tặng 99 bông hồng vậy đó, tình yêu. Có tại sao 62 mang mở vòng của tỉnh, người con tỉnh Long An vậy? Tặng bông hồng cho người yêu mà tặng theo có biển số của tỉnh. Rồi em tặng quà gì em tặng cho anh đi. Em tặng anh những viên kẹo ngọt ngào khi mà anh ăn thì nhớ tới em. Buổi gặp hôm nay. Trời ơi, anh món kẹo này thích lắm, bỏ xe đi nha quay. Phải không? Em muốn hàm răng đẹp mà em tặng kẹo cho ông không ăn, ông súng răng được sao cưng? Có, ông đừng sợ súng vậy. Nghe em làm giáo khoa đừng sợ súng. Vậy hả? Hai bạn sẽ được thưởng thức một món ăn rất là ngon của nhà hàng Hoàng Yến. Món ăn có tên gọi là mì ý sốt bò bằm và cộng với bánh với trái cây nữa nha. Mì ý sốt bò bằm của nhà hàng á là một cái món ăn Ý được làm từ sợi mì ống rất là đặc biệt. Cọng mì thì to, dai, đặc trưng và thường được ăn kèm với những loại sốt như là sốt bò bằm hay là sốt phô mai hay sốt nấm gà. Rồi mời hai bạn thưởng thức. Nhớ là vừa ăn vừa tâm sự nha. Ga lăng phục vụ bên này xíu nha. Mời em. 5 phút chị Tường quay lại trò chuyện nha. Dạ mời anh ạ. Anh ơi cho em hỏi quê anh đâu anh? Quê anh ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, giáp ranh thành phố. Giáp ranh thành phố hả? Bây giờ từ đây đến đó xa không anh? Tại trước giờ em chưa tới Long An bao giờ. Dạ, anh giáp ranh thành phố thì có những mấy cây ạ. Vậy lên đây là anh đi xe máy luôn hả? Xe máy, có bữa đi xe con về. Có khi trời mưa bão thì lấy xe về. Còn mấy bữa nào mà đi kẹt xe lấy xe máy về. Xe máy đi đường dễ chạy hơn. Vậy là bữa nào mà lỡ mà xe có vụ ấy trục trặc gì em hú anh chở được không? Anh trên từng cái số, cái gì cho anh biết trước anh xin phép. Ủa anh sống chung với ba mẹ luôn hay sao? Nhà anh có một anh trai à, nhà ba chị em một anh trai à. Vậy hiện tại là anh ở một mình hay là ở nhà chung? Cha mẹ, ở nhà mẹ, hai chị có chồng hay đi hết rồi. Vậy anh nhận xét gì vậy em? Thì thấy em thấy phù hợp với anh, em dễ chịu. Nãy nghe cho em nói mà nói hơi nóng giận nữa bớt, đừng nóng giận lên. Cái gì cũng từ từ, đừng nóng giận. Tại nhiều khi em cũng lo là kiểu như tính em thẳng nè. Em nói như cái gì thì thật, không thích nói thẳng, chứ đừng ấp cho nó. Nhưng em sợ em nói thẳng quá lại mất lòng anh cái gì. Đó em nói thẳng em dữ quá là anh mất tiêu rồi. Anh chút nào hiện lên lại anh ai chửi chửi thôi anh mất tiêu rồi, chút nữa lại đi cười rồi về. Nha, anh không có nóng giận, không giận bất cứ ai hết. Khi ta nói chúc người giận hơn ta nói người nào giận thì chúc người đó là xin lỗi mình. Không gặp chúc anh em để nói vậy thôi. Quê, không có coi coi như là không có chuyện gì xảy ra. Anh thì nào giờ không có giận, không hờn ai. Ăn chưa? Nãy giờ có ăn không? Em vẫn thức vậy được nha. Lo nói chuyện phải không? Nè bây giờ chị chia sẻ với hai bạn nha. Nãy giờ ra ngoài là phát hiện ra hôm nay đến với chương trình là có mẹ của bạn gái nữa. Dạ, cũng có đi với mẹ. Rồi bây giờ chị sẽ mời mẹ vô để em chào bác gái một cái. Dạ cũng mời cô ạ. À thưa cô, hồi nãy giờ cô ngồi ở ngoài á, cô theo dõi cái cuộc gặp mặt của hai em thì không biết là cảm xúc của cô hiện tại bây giờ như thế nào ạ? Dạ thì cô thấy là hai em này thì nói chuyện thấy cũng có vẻ hợp hợp với nhau. Riêng anh này á thì cô thấy hiền, lanh lợi, dễ thương. Thì cô thấy là được á, anh này được. Còn đó là bản thân cô, còn tùy hai đứa cảm thấy hợp thì mình bấm nút cho nhau cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau sâu hơn. Dạ. Tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn. Bây giờ cô có lời nào dành riêng cô muốn nói với con gái của mình không? Hương ơi, mẹ thấy được các con nên bấm nút để chọn anh
anh bên kia. Nhưng mà hồi nãy giờ các Tường có ngồi chia sẻ về cái vấn đề, Tường cũng không biết có cô ở ngoài nên Tường cũng chia sẻ về cái việc mà nói cái vụ mà nắm tay đó cô. Thế thì không biết là ở nhà mình đó là cô có quá khắt khe với em hay là cô cái đó là tự em từ là đã có suy nghĩ như vậy từ đó đến giờ. Em Hương thì là từ nhỏ tới giờ tính tình rất là nhút nhát. Dạ. Về nắm tay thì em đã rất là rụt rè. Dạ. Với lại em phần là cũng do ba. Ồ. Ba rất là khó. Dạ. Cho nên mỗi khi mà quen bạn nọ kia mà nắm tay thì ba hay la lắm. Ba thì ba của Hương nói là khi nào mà thân rồi thì mới cho nắm tay. Dạ. Thì hôm nay là cô thấy thì cũng theo thời đại mới rồi thì mình có thể là du di chút xíu. Dạ. Mình quen thì mình thấy là nói chuyện hợp hợp thì có thể nắm tay được. Dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều. Em có hứa hẹn gì với cô không? Nếu như được có cơ hội mà cùng sánh bước với em Hương thì em sẽ như thế nào? Cô, nếu mà cô cho con cơ hội mà cô có thể bước tới cho với em Hương mà rồi. Có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Rồi cô sẵn sàng cho con cái cơ hội để có thể tìm hiểu em Hương được sâu hơn. Dạ. Sao giờ Hương cảm thấy sao? Có muốn nói gì với mẹ không? Dạ mẹ bắt đầu đồng ý thì bấm rồi. Mình phải thích không chứ phải. Đâu phải mẹ đồng ý là mình bấm. Quan trọng là em có thích không. Đương nhiên ba mẹ tư vấn là đúng, nhưng mà ba mẹ đồng ý mà em cũng phải thích nữa, nha không? Rồi, dạ. Dạ, cảm ơn cô nha cô nha. Dạ, rồi, dạ. Để cho hai bạn tiếp tục tâm sự. Cảm ơn cô. Đây, bây giờ mỗi bạn sẽ bóc mấy câu hỏi nha cho của chương trình đưa ra, rồi mình thực hiện những yêu cầu ở trong này nha. Rồi, mời bạn trai một lá, mời bạn gái một lá. Rồi, đọc lớn yêu cầu lên, bạn gái đọc trước đi nè. Bạn nam hãy chủ động tỏ tình lãng mạn và xin phép nắm tay hôn bạn gái. Rồi, hơi khó đó nha. Rồi đọc lớn lên coi. Bạn nữ hãy thể hiện vừa hát vừa làm những động tác đáng yêu đến khi nào chàng trai bật cười. Cái này có vẻ dễ hơn nè, cái này làm trước đi. Cái đó khó hơn. Dạ, khó hơn hả? Tại vì em hát không hay. Thì em qua trước đi, em thực hiện yêu cầu của bạn gái được không? Dạ, em mắc cỡ. Nhớ xin mẹ đứng ngoài kia nữa kìa. Bây giờ anh xin cho mặt em mà em có thể cho anh nắm tay cái làm quen em thằng nào xin cô cho con nó nắm tay nhớ hơn được không? Này giống bắt tay công việc quá vậy. Đấy, rồi đâu còn tỏ tình. Hôm nay em gặp anh gặp em thì cái cảm xúc trong người như thế nào mình nói chân thành nha. Gặp em là anh thấy vui mừng. Có ngày ngày hẹn hò trên chương trình này, trước hết là cảm ơn chị Cát Tường dẫn chương trình. Cái đó là tỏ tình đó hả? Không, giờ ông tài đây không mất cỡ. Nói hoài vậy, nói cho cái gì câu nó hay coi. Em cho anh cơ hội hay là mình hẹn hò nhau em, được em không? Em cho anh cơ hội có thể tiến xa với em hơn. Được không em? Đồng ý cho anh không em? Anh ở bên mình tăng nè, sát bên nè. Em ở quận 10 thì cũng gần không xa. Dạ anh đừng nói địa lý, tại vì em cũng không rành địa lý lắm. Rồi thôi được rồi, về chỗ đi, hoàn thành rồi đó. Rồi đó là yêu cầu của thực hiện của ảnh rồi, tới phiên em. Bây giờ em hát một bài sao mà ảnh nghe mà ảnh vui ảnh cười là được rồi. Nếu thích em thì anh hãy nói ai nì. Anh thương em mà sao không nói ra hỡi chèn. Nếu thích em thì hãy nói ngọt ai nì. Lòng tình không trong từ đây. Bài nhạc nó hay lắm. Cười rồi, bạn trai cười rồi, được rồi. Bài nhạc nó nghe hay lắm. Dễ thương đúng không em? Rồi thì bây giờ hai bạn còn muốn nói gì với nhau nữa không? Cho hai bạn thêm một cơ hội nữa. Rồi chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định là mình có bấm nút hẹn hò hay không. Em muốn hỏi anh là anh theo đạo nào á? Anh không có đạo nào, đạo Phật à? Anh theo đạo Phật à? Dạ tại vì em cũng theo đạo Phật nữa. Rồi còn gì nữa không? Dạ không. Rồi em muốn nói gì với cổ nữa không? Hết rồi phải không? Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý thì hai bạn nhấn nút thật mạnh. Còn nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Suy nghĩ thật kỹ nha, có ba mẹ mình à, người nhà, anh chị em, bạn bè và khán giả đang theo dõi cái giây phút này. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn qua đây. Bây giờ mình chính thức làm bạn trai bạn gái với nhau nè, để tìm hiểu nhau nè. Cũng đã xin phép gia đình rồi. Thì bạn trai cố gắng lên nha. Đây là một cô gái cũng thuộc đặc biệt, hiếm có. Nếu mà hai bạn thành đôi thì rất là tuyệt vời. Rồi hai bạn nắm tay nhau đi ạ. Rồi ok, mình cứ bắt đầu một xíu về bản thân mình trước ha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha.
Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay 40 tuổi. Hiện tại là mình ở Sài Gòn và mình làm kế toán. Làm kế toán. Là quê của chị ở đâu ạ? Ở Sài Gòn luôn em. À, là cả nhà Sài Gòn luôn. Rồi, bây giờ chị Thảo nói một xíu về bản thân mình đi. Mình là một người như thế nào, có những tính cách, những cái điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Chị thì hiện tại đang là single mom. Ừ. Nói chung là single mom được 14 năm rồi, con của chị cũng 14 tuổi. Thì tính cách chị là vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát. Sở thích của chị là thích đi du lịch. Đi du lịch rồi. Mình có cái điểm yếu hay tật xấu gì không chị? Tật xấu của chị là nói chung là chị cũng dễ nổi nóng, nhưng mà cũng rất là nhanh nguội, không có để bụng. Rồi, còn trước đây là mình là single mom là như thế nào, chị chia sẻ một xíu ha. Mình và ông xã không hợp tính nên ly dị lúc con mình được 4 tháng. Là mình kết hôn bao lâu chị? Mình kết hôn hơn 1 năm. Còn 4 tháng, kết hôn 1 năm là chính thức mình ly hôn tới giờ là được bao lâu rồi? 14 năm em. Mà cụ thể cái không hợp nhau là gì á chị? Nói chung là do cái một người thì ở thành phố, người ở quê, mà nói chung là bất đồng quan điểm. Là coi như là chồng chị là muốn về quê sống hay như thế nào? Nói chung là vì chồng chị thì kêu là bất đồng quan điểm. Sao nó chung chung quá ta? Alo? Là cụ thể bất đồng quan điểm về cách sinh hoạt hay là cái gì chị á? Nói chung là chồng chị có người thứ ba. Dễ hình dung hơn chứ bây giờ cứ bất đồng quan điểm thì em khó hiểu lắm. Có người thứ ba thì nó quá là rõ ràng rồi. Ok. Rồi sau đấy thì là chị đã chính thức ly hôn 14 năm nhưng mà chị có tìm hiểu ai khác không? Nói chung là trong khoảng thời gian này thì chị có bạn thì có, nhưng mà để mà chị muốn tiến tới hôn nhân thì không. Tại vì theo như chị là chị không có muốn chia sẻ tình thương của chị dành cho con chị với bất cứ một ai khác. Nhưng mà tới thời điểm này thì chị muốn tìm một người bạn đời. Là con chị là con trai hay con gái chị? Con trai em. À, con trai là 14 tuổi rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, là bây giờ chị mong muốn tìm kiếm một người như thế nào để phù hợp với mình? Nói chung là tính cách thì phải tương đối giống như chị. Đừng vui vẻ, hòa đồng và không được gia trưởng. Rồi tiêu chí về ngoại hình nè, về tuổi tác, vùng miền, công việc. Công việc thì nói chung là có một mức lương ổn định. Công việc thì mức lương ổn định, còn vùng miền thì nên là miền Nam. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở người này nữa không chị? Tại vì có những cái tiêu chí đặc biệt hoặc là cái gì đó thì bên chương trình sẽ ưu tiên nè. Tiêu chí đặc biệt là nói chung là tại vì chị không thích người quá lùn. Quá mập. Cao tầm mét trở lên là được. Tầm 1m65 trở lên là ok. Rồi. Yêu thích thể thao. Rồi ok. Có điểm gì chị không thích ở người đàn ông không? Ngoài cái tính gia trưởng ra. Không thích người đàn ông nhậu nhẹt, cờ bạc. Là bây giờ chị lấy chồng, chị có đi theo chồng được không hay như thế nào hay là thì chị lấy chồng thì đi theo chồng, nhưng mà chị phải dẫn theo con chị. Cái con nữa. Rồi ok. Cảm ơn chị Thảo ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên, những cái thông tin cơ bản thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm về nội dung, cũng như là có người phù hợp chương trình sẽ thông báo sớm cho chị nha. Ok. Cho nên là chị cứ nhìn thẳng vào điện thoại rồi mình vui vẻ chia sẻ giúp em nha. Rồi mời chị giới thiệu về mình trước.
họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nha chị? À, chị tên là Nguyễn Thị Thanh Lan, sinh năm 1974. Chị quê quán thì ở tỉnh Tây Ninh nhưng mà chị đi đi học và chị làm ở Sài Gòn, chị ở quận 8 á. Chỉ khi cuối tuần thì chị về quê Mình làm gì ở quận 8 chị? Mình đi thôi. làm gì? Chị do giáo viên dạy tiếng Anh tự do, trước đây là chị dạy trong trường nhưng mà do cái môi trường cạnh tranh quá chị không thích. Rồi giờ chị ra chị đi làm dạy gia sư với dạy tại nhà đó, học sinh tới đại học. Dạ rồi. Chị Lan chia sẻ một xíu về tình trường của mình. Trước đây mình đã từng lập gia đình chưa hả chị? À, có hay có nghĩa là chị đã lập gia đình năm 2010 và ly hôn năm 2013 nhưng mà không có con. Lý do vì sao mình ly hôn mà không À, có con đó chị? tại vì cái người đàn ông đó là ăn chơi đỏ đen gái gú nên là chị ly hôn. Chơi đỏ đen gái gú nữa, nhưng mà cũng là mình quyết định mình chưa có con là cũng vì lý do đó hay sao chị? Không có nghĩa là khi mà kết hôn á, là sắp chuẩn bị đám cưới thì chị đã thấy bộc lộ với con người nó không có đồng đồng cảm với mình, nó nghĩa là hai cái thế giới khác nhau. Thì chị từ hôn thì người đó nói là đã tổ chức mời hết rồi, ông bà bên nước ngoài cũng đã chuẩn bị về hết rồi nên mất mặt. Thì chị mới nói thôi thì cứ tổ chức đi, nếu sợ mất mặt thì tổ chức, là chị chấp nhận. Thì khi mà kết hôn thì nó giống như là một cái địa ngục. Ghen chị thậm chí chị đi dạy về trễ thì 10 phút là cũng có chuyện. Nhiều khi cái hàng xóm người ta còn nói của cái gia đình nó trí thức mà tối ngày cứ ôm sờm, ngày nào cũng không để chị yên hết, rồi lục soát đủ thứ hết, điện thoại rồi túi xách, nên là từ cái chỗ đó nó đã có cái khoảng cách rồi. Là mình để cho mình duy trì đến đến một một năm rưỡi sau thì mình phát hiện đỏ đen. Đỏ đen thì ly hôn thì năn nỉ cái người đó, năn nỉ ba chị thì ba chị mới năn nỉ chị, thì chị mới thôi cũng cho cơ hội, rồi một năm sau nữa là gái gú là chị đi luôn, vậy là đơn phương luôn. Dạ rồi, coi như là thời gian ly hôn cũng 10 năm rồi đó. Thì trong 10 năm đó thì như thế nào? Chị có mở lòng với một ai khác không hay sao chị? Thì mình mở lòng nhưng mình cũng sợ, tại vì cái thứ nhất là người đi ngoài chị thích, cái thứ hai nữa là cái lòng tin nó không còn ở đàn ông nữa đó. Có nghĩa là mình đến rồi mình thấy cái người đó nó có những cái tính cách như là bảo thủ, không có một cái tấm lòng để mình nhìn xuống á, giống như người ta lúc nào cũng bảo thủ, mình chỉ thử vài cái thôi chắc chắn có chuyện. Giống như trong cuộc sống mà giống như mạnh ai sống thì giống như vậy, thì mình sống một mình thì mình không cần phải đi tìm, cho nên chị không dám, không dám tin tưởng, mà không dám tin tưởng vào đàn ông nhiều nữa, nó đã mất lòng tin rồi. Cái tiếng quạt của mình nó hơi lớn á chị, cho tiếng quạt nó nhỏ xíu được không? Hoặc là chị xoay nó đi hướng khác được không chị? Rồi em. Dạ rồi, vậy thì là bây giờ đăng ký tham gia chương trình thì chị mong muốn sẽ tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình? À, nói chung là con người nó phải có lòng, cái sự đồng cảm, cái lòng thương người, cái thứ nhất. Cái lòng thương người thì khi nhìn thấy cái gì người ta cũng cảm động hết. Đó. Cái thứ hai nữa là có trách nhiệm. Có trách nhiệm. Rồi chia sẻ và chân thành. Nó không có vô trong mấy cái mà tứ đủ từ. Rồi, không tứ đổ tường, về ngoại hình, về tuổi tác, công việc, vùng miền, rồi người ta đã từng ly hôn vẫn được đúng không? Đúng rồi, tại vì chị cũng đã từng ly hôn rồi thì chị không có muốn có con nhỏ, ví dụ có con lớn thì được, vùng miền mà ở miền Nam mà phải ở Sài Gòn chứ tất cả các tỉnh khác chị không kết được, tại vì môi trường chị đã làm việc ở đây hai mấy năm, khi mà chị học bên cái ngành ngoại ngữ chị ra trường á, chị rất là rành, rất là hiểu biết cái môi trường ở Sài Gòn, cho nên chỗ khác chị không làm được. Cái thứ hai còn nếu xa nữa là ở nước ngoài thì một là chị sẽ rời đi, chị đi để chuyển qua môi trường khác đó, chỉ hai cái chỗ đó thôi. Vùng miền nào cũng được nhưng mà người ta đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn thì được đúng không? Không không người miền Nam em, chứ chị không thích Rồi miền ok. miền Tiếp chị ơi, còn gì nữa không? Về tuổi tác thì như thế nào? tuổi tác thì phải lớn hơn chị, lớn hơn cả 10 tuổi cũng được. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn và có gương mặt phúc hậu thân thiện,
Rồi, ok. Chị là ở Sài Gòn là chị đã có nhà chưa? Ở trước đây chị có nhà nhưng mà ly hôn rồi là chị người đó ăn chơi quá là cũng mất nhà rồi, chị không còn nữa. Chị ly hôn rồi chị cũng không cần phải chi làm gì tại chị biết cũng không lấy được đâu. Như là hiện tại là chị cũng đang thuê trọ chị ở đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Ok. Về chuyện con cái thì như thế nào, chị có muốn sinh con thêm hay là như thế nào? Ông em bây giờ chị sinh năm 74 lớn rồi. Cũng không có sinh mà nếu sinh được chị cũng không thích đâu. Tại vì sống cuộc sống là mình gắn bó để cho nó có được cái hạnh phúc là chính hơn là chị nghĩ như vậy. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Lan ha. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi. Nếu mà chị được chọn vào vòng 2 cũng như là có người phù hợp thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết nha chị. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi, chào chị ạ. Mình cast xong rồi đó chị. Rồi, mời chị giới thiệu về bản thân mình đi. Họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp à? À, chị tên Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1979, quê quán chị là ở Huế mà hiện giờ là chị ở Bình Phước ạ. Chị thì lúc trước làm công ty, giờ chị ở nhà nội trợ thôi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Yếu của chị là chị hơi nhát tí, à, chị hơi hơi nhát xíu, à, thì cái điểm mạnh của chị là chị nói sao ta, nói chung là chị cũng hơi hoạt bát vui vẻ, thì mà có chị là vui vẻ nhưng mà chị hơi nhát trước đám đông á, chị hơi chút. Rồi à, chị có những cái thể cường do ăn được không, cá được không, những cái đó đó cũng là điểm mạnh của mình. À sao em, tại nó hơi lè. Em hỏi chị á, ngoài ra thì chị có những cái điểm mạnh nào khác không, ví dụ nấu ăn được không hay là chơi thể thao, ca múa, hát gì không? Ý là thì chị nấu ăn được, cái lại chị cũng có tham gia văn nghệ của xã của chị đang ở á, nói chung là chị cũng hát văn nghệ này kia được, có cái chị hơi nhát thôi. Rồi, ok. Em tin tưởng chị thì chị trải qua mấy mối tình rồi, chị đã kết hôn chưa? À, chị có gia đình lúc năm 24 tuổi mà chị ly hôn nay 12 năm. Em... 2 năm bây giờ chị con chị đứa lớn đi bộ đội, còn bé út thì có lập gia đình rồi, chị có cháu ngoại rồi. À, có cháu ngoại luôn rồi. Thì kể làm sao, kể về cái cuộc hôn nhân nó đi, mình lấy chồng 24 tuổi rồi, năm 30 tuổi mình ly hôn, rồi điểm gì tại ly hôn? Lý do thì sao đúng không em? Dạ đúng rồi. À tại vì không hợp nhau thì biết nói sao lộ thì cũng được cả hai, như chồng chị làm với người khác chị mới Nó bị chập chờn quá. Chồng chị như sao? chịu chồng đi làm xa đó rồi có người khác thì chị ly hôn đơn phương mà. À, chị đơn phương ly hôn rồi. Thì sau cuộc hôn nhân đó thì chị có tìm hiểu thêm ai không? Hay là chị ở dạy nuôi con như thế nào? À, chị có một anh đó mất hôm nay được một năm này. Là chị có kết hôn thêm nữa hả? Hay là chị gọi vậy thôi? Chị không có kết hôn, chị chỉ đang mới quen mà chờ luôn, nói chung là chị kết hôn 10 năm rồi, chị mất người nữa, nó mất rồi thì thôi luôn. Rồi bây giờ chị mong muốn chương trình là tìm người mẫu người như thế nào cho chị? Thì người nào hiểu mình là được, à, bình thường thì cũng chị cũng muốn đòi hỏi gì, à, với chị thì chị thích người lớn tuổi chút, lớn hơn chị là được. Bây giờ chị cho em một cái độ tuổi nhất định nè, ngoại hình người ta như thế nào, rồi tính cách người ta ra sao, công việc của người ta, quê quán vùng miền nữa, để em còn tìm cho chị, chứ em đâu có biết người nào hợp với chị. Rồi, thì cỡ 49 trở lên em, 49 tuổi trở lên. Làm nghề gì cũng được, ví dụ là chị không có đòi hỏi làm nghề gì cũng được, hiền tí, dáng người bình thường thôi chứ mình cũng đâu có gì đâu mà đòi hỏi người ta, với lại người miền Nam cũng được, Bắc cũng được, mà Nam cũng được, tại chị là người Huế mà, nói chung chị cũng thoải mái lắm, sao cũng được, chị không có chị ít thế nào chọn,
Sao cũng được, nhưng mà sao cũng được thì hả, ở ngoài nhiều người mà, sao chị không tìm ở ngoài mà chị đến chương trình, đúng Đúng không? Mình cũng phải có một cái mẫu mình nhất định cho em chứ. rồi. Thì chị nói là bây giờ là người như là mình học cũng được. Rồi nói chung chị nào cũng được hết á. Rồi à, Không. về ngoại hình thì sao chị có hình mẫu nào nhất định không, để em nhìn vô em biết là cái người mẫu người đó phù hợp với chị. Kiểu như là người ta đừng có cao văn hóa, là chị cũng có cái chuyện mình cũng không có gì để ta làm người bình bình thường, như chị nên là tông nhất là được rồi, rồi Rồi. 49 trở lên đó, chứ còn nhỏ chị không biết Bạn người ta nhỏ đã ly hôn này kia là ok luôn, giống chị được hết luôn. hoặc là nhỏ cái gì đó thì không lo mà mình chung một con đường với nhau hết rồi. Rồi ok, chị còn muốn gì nữa không? Thì được em, tại vì mình tiền rồi mình còn phải tìm hiểu chứ mà, Dạ đúng đúng rồi, dạ không? đúng rồi. Rồi vậy thì buổi sách đến đây ok rồi, em đã ghi nhận lại rồi, có em sẽ lại với chị nha. Em cảm ơn em.